tôi sẽ hướng dẫn các bạn chuyển cái bài giảng PowerPoint thông thường thành cái dạng là trình chiếu tự động. Như vậy thì trong cái soạn ở đây là nó có những cái trình chiếu mà khi mà chúng ta click chuột nó mới nhảy qua. Tôi giả sử tôi trình chiếu như thế này. Đấy, khi chúng ta click chuột nó mới nhảy qua ha. Đến đây khi mà chúng ta click chuột nó mới ra những cái tiếp theo. Bây giờ với cái dạng file này thì các bạn trình chiếu xong các bạn phải giảng ha, các bạn phải giảng thì sinh viên nó mới dễ hiểu, chứ còn nếu mà các bạn không giảng á thì sinh viên nó rất là khó hiểu là bạn đang trình chiếu cái gì, giả sử vậy. Rồi mà trong trường hợp khác là các bạn làm một cái dạng bài thuyết trình mà các bạn không muốn bấm chuột hoặc là các cái bút chuyển, mà các bạn muốn là slide nó sẽ tự chuyển, rồi bạn thì sẽ nói à, bạn sẽ diễn thuyết thôi. Hoặc là trong trường hợp là bạn sẽ quay phim cái đoạn slide này lại, là nó vừa tự chuyển mà nó vừa ghi âm cái đoạn mà các bạn đang giảng luôn. Thì sau này các bạn chỉ cần mở lên thôi, không cần mình nữa, thì sinh viên nó sẽ vừa xem cái slide của mình mà nó vừa nghe được mình giảng luôn. Đó. Như vậy thì chúng ta sẽ thử làm cái việc đấy ha. Như vậy đầu tiên các bạn sẽ nhìn cái chuẩn lưu của mình. Bây giờ cái file tôi đang mở là cái file test. Rồi cái chuẩn ở đây là nó sẽ sử dụng là PPT, PPTX là cái file PowerPoint thông thường. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Trong cái giao diện này nó sẽ có nút bắt đầu ghi, dừng quá trình ghi, xem lại. Rồi quá trình ghi mà không thành công, chúng ta cần sửa thì chúng ta chọn clean. Rồi dưới này là chuyển tới chuyển lui giữa các slide. Bút thì các bạn hỗ trợ trong quá trình giảng. Highlight và xóa. Ví dụ các bạn muốn sinh viên nó chú ý đến cái phần này thì các bạn sẽ dùng highlight, xóa. Các bạn dùng bút để các bạn vẽ những gì mà cần lưu ý. Đây là công cụ hỗ trợ trong lúc quá trình chúng ta giảng. Và khi các bạn ghi âm, quay lại record thì các bạn có thể là sử dụng âm thanh nói thì nó lưu vào đây luôn, hoặc là các bạn sử dụng camera. Đó, sử dụng camera thì nó sẽ quay lại cái hình ảnh của mình, nhưng mà chú ý là nó nằm ở góc này, nó che cái bài giảng của mình, cho nên là thường tôi sẽ ít khi mà chọn quay. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu test nhé. Bây giờ các bạn bắt đầu giảng bài. Rồi, trong quá trình giảng bài thì nó sẽ trình chiếu từ cái slide đầu tiên của mình. Và các bạn sẽ chọn giảng ha. Ví dụ các bạn đưa ra những cái yêu cầu là giống nhau và khác nhau về thứ tự màu dây giữa chuẩn T568A và T568B. Và các bạn đợi cho sinh viên trả lời. Sau đó các bạn lần này thì mình vẫn phải bấm chuột bình thường nhé. Bấm chuột. Như vậy cái quá trình mà 29 giây đó thì PowerPoint nó sẽ nhớ lại cái quá trình tích chuột của mình. Từ giây thứ bao nhiêu nó sẽ nhớ. Qua slide tiếp theo. Rồi, chúng ta bắt đầu giảng bài bình thường. Như vậy thì cái quá trình giảng bài của các bạn, bạn click chuột lúc nào thì PowerPoint nó sẽ tự nhớ lại. À, bạn giảng ha, bạn giảng. Rồi bạn cần thì bạn sẽ click chuột lúc nào đó thì bạn sẽ click chuột. Và chúng ta có tổng cộng là 19 slide. Như vậy chúng ta sẽ click chuột qua hết tất cả các slide. Như
Như vậy thì mỗi lần các bạn click chuột nó sẽ lưu lại cái quá trình mà các bạn bạn click chuột trong thời gian bao lâu, nó sẽ tự động nó lưu lại. Rồi quá trình của mình là đã kết thúc, như vậy thì nó báo là quá trình của mình là đã xong rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ thử lại, đây nó có cả cái file ghi âm của mình nè. Bây giờ mình sẽ thử trình chiếu lại coi. Đấy các bạn thấy không? Như vậy thì ở đây mình đang ở slide này, mình bấm trình chiếu. Rồi trong quá trình diễn bài thì nó sẽ trình chiếu từ cái slide đầu tiên của mình. Và các bạn sẽ chọn dạng ha. Ví dụ các bạn đưa ra những cái yêu cầu là giống nhau và khác nhau về từng mẫu dạng như chuẩn T568A và T568B. Và các bạn đợi cho sinh viên trả lời. Nếu như vậy thì các bạn thấy là cái quá trình ghi âm của mình vào trong cái file PowerPoint đã xong. Nếu như mà các bạn lưu cái file này lại đó, thì lần sau các bạn mở lên nó cũng giống vậy. Rồi bắt đầu bạn chọn là trình chiếu, thì bây giờ các bạn không cần click chuột nữa, mà nó sẽ tự động nó chạy, tự động nó chạy, và nó có cả phát cái file âm thanh của các bạn luôn ha. Như vậy thì đó là cái phần 1